Em xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với cả kênh của Lương Âm Thanh. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một sản phẩm thiết bị karaoke sử dụng để cho anh em chuyên làm sự kiện các bác nhé. Nếu mà các anh em chuyên làm sự kiện mà sử dụng cái dòng mic này thì đây là quả là một điều tuyệt vời. Bởi vì thứ nhất là cái chất âm của nó, thứ hai là các cái công năng của nó. Và nếu mà ai sử dụng gia đình thì còn càng tuyệt vời hơn nữa, bởi vì đây là một dòng mic cao cấp nhất ở trong dòng series VK đến từ thương hiệu đó là PS Audio. Và giới thiệu đến các bác, đấy là cái dòng mic Caro không dây PS Audio VK10 các bác nhé. Đây là một dòng mic không dây sử dụng sóng UHF. Cái loại sóng của mic không dây có hai loại là VHF và UHF. Thì tí nữa em sẽ nói kỹ hơn về phần này. Và đây là cái vỏ ngoài của nó này các bác này, PS VK10 đó. Và nó có những cái đặc điểm gì, cái ưu điểm là gì, cái chức năng ưu việt của nó là gì? Là thứ nhất là nó sẽ tự động ngắt âm khi mà chúng ta không sử dụng, nó sẽ vào chế độ ngủ để tránh gây rú rít và thu các tạp âm ở bên ngoài. Thứ hai là nó có thể là nó sẽ hẹn giờ tắt, và khi mà các bác không sử dụng trong vòng 15 phút nó sẽ tự động ngắt hoàn toàn, bảo vệ và tiết kiệm pin. Và tiếp theo đó là nó có thể tự động dò tần số sóng để tìm ra những cái dòng số sóng sạch để tránh bị lẫn tạp âm, lẫn sóng với cả những cái thiết bị khác. Và nó có cái gia tốc dư tự do, ngắt gia tốc dư tự do khi mà các bác làm rơi mic trong khi mà khách biểu diễn hoặc là khách sử dụng mà có lỡ tay va đập mic vào một cái gì đó hoặc là làm rơi mic xuống sàn, thì nó sẽ tự động nó ngắt, nó cắt âm và nó không thu vào đầu nữa để tránh thu vào loa, phát ra loa những cái âm thanh rơi làm khó chịu đến những khách hàng khác và làm ảnh hưởng đến cái sự kiện mà mình đang biểu diễn. Và đây là khi mà em đã bỏ cái mic này ra ngoài, và các bác có thể thấy qua cái dáng vẻ bề ngoài của nó các bác nhé, cái mic, cái đầu thu mic đây đấy. Sản phẩm này gồm một đầu thu mic và hai tay mic, thì em đã để cái đầu này ở trên cùng. Thương hiệu của nó là VK10 các bác nhé. Đấy, mẫu series của nó là VK10. Và nó sẽ có cái màn hình hiển thị ở giữa này. Nó là hiển thị về cái tần số sóng. Đó, tần số sóng ở mỗi tay mic và kênh mà mỗi tay mic nó đang bắt về đầu. Và nó hiển thị cái AF-out, đó là cái cường độ âm thanh. Cái mức volume đấy, nó là mức volume của cái mic này. Và nó sẽ hiển thị RF và AF này. Cái RF và AF. Đấy, cái RF nhá, nó là khi mà các bác bật cái tay mic lên thì nó sẽ hiển thị cái độ kết nối sóng, tín hiệu kết nối. Và cái AF là cái cường độ âm thanh thu vào, khi các bác nói thì nó sẽ nhảy cái vạch này. Đó, và tí em sẽ review kỹ hơn về cái phần này các bác nhá. Và cái bề ngoài của nó thì làm bằng hợp kim nhôm. Đó, phay nhôm rất là đẹp các bác nhá, bóng màu đen, sơn lì bóng, rất là đẹp, rất là sang trọng. Và ở đằng sau nó sẽ có các cổng kết nối đường ra như sau. Thứ nhất là cái đường nguồn các bác nhé. Cái đường nguồn vào nó lấy nguồn 12V. Nguồn 12V 500A, mA. Và nó sẽ có 2-3 đường ra. Thứ nhất là hai đường ra riêng biệt cho mỗi tay mic. Đó, hoặc là các bác có thể sử dụng một cái đường ra là jack 6 ly như thế này. Sử dụng đường ra jack 6 ly này các bác nhé, để chung cho hai tay mic luôn. Và nếu các bác làm sự kiện chuyên nghiệp thì các bác nên sử dụng hai đường ra riêng biệt để cái sóng của nó là tốt nhất và tín hiệu truyền của nó là tốt nhất. Và đây là hai cái anten thu phát các bác nhé. Đây là hai anten thu phát này, hai anten để bắt sóng với tay mic để cho cái tín hiệu nó truyền nó ổn định. Và đây là hai cái tay mic, đây là hai cái tay mic chính của cái đầu. Đó, các bác có thể thấy là nó rất là chắc chắn. Riêng về em ấy thì em thích những cái tay mic nào nó màu đen, nó sang trọng như thế này. Đấy, nhìn rất là sang trọng các bác nhé. Và ở ngay cái viền ở cái củ mic này thì nó cũng đã có cái chống lăn rồi. Đấy, nó có cái viền kim loại như này, nó là mài phẳng các cạnh như này đi để nó chống lăn. Khi mà chúng ta đặt xuống một cái là nó sẽ không bị lăn mic các bác nhé. Đấy, đặt xuống một cái nó sẽ không bị lăn mic. Nhiều cái dòng mic mà nó thiết kế cái chỗ đầu này nó thiết kế tròn xoe luôn, thế nên đặt mic xuống nó vẫn bị lăn, thế nên em không thích cái đấy. Mà cái này thì là nó đã khắc phục được cái nhược điểm đấy, và nó vẫn kèm cho chúng ta đó là cái bộ chống lăn ở chuôi và ở đầu. Nó vẫn kèm cho chúng ta cái bộ chống lăn các bác nhé. Nếu mà các bác sử dụng ấy thì các bác làm sự kiện thì các bác nên đeo thêm cái chống lăn này vào, để ví dụ mà rơi mic thì nó sẽ giảm cái tình trạng là làm bị móp méo đi, móp méo cái tay mic và làm xước tay mic, thì các bác tốt nhất là các bác lên dùng. Nếu các bác muốn nó đẹp, các bác muốn nhìn cái vẻ đẹp toàn diện của nó mà không muốn thêm cái lớp bảo bọc ở ngoài thì các bác dùng như thế này. Nhưng mà em khuyên là các bác lên đeo thêm vào nhá. Đó. Và cái phần củ mic này là nó làm bằng nhôm, cực kỳ cứng cáp, rất là chắc chắn. Đấy, và sơn, các bác nhìn cái lớp sơn của nó nhá, rất là bóng nhá. Ở dưới là sơn đen lì này, ở trên là sơn mạ rất là đẹp luôn. Và ở cái màn hình này thì nó sẽ hiển thị tần số sóng bắt với cả cái đầu thu. Đấy. Và
Khi mà các bác mở, khi mà các bác bóc hộp thì bên trong sản phẩm nó sẽ gồm những cái gì? Thứ nhất là nó sẽ gồm một cái đầu thu mic. Đây, đây là bên trong hộp các bác nhé. Khi mà vừa bóc hộp ra thì bên trong nó sẽ có một cái đầu thu mic này. Đó. Và nó sẽ có một cái quyển thông số kỹ thuật kèm với cả hướng dẫn sử dụng đi kèm theo thiết bị nhá. Và nó sẽ có hai tay mic và hai bộ chống lăn. Hai tay mic, hai bộ chống lăn, một dây kết nối tín hiệu từ đầu thu mic vào con vang hoặc là vào bàn mixer hoặc là vào các thiết bị thu âm của các bác. Một cái cục nguồn 12V 500A mA và hai cái tai để các bác có thể bắt vào tủ đồ. Đấy, đây là toàn bộ thiết bị. À, ngoài ra nữa là nó sẽ có hai cái anten này nữa các bác nhé, hai cái anten thu sóng. Đó. Hai anten thu sóng này so với các loại các mẫu đời cũ ấy thì hai cái anten này nó rất là nhỏ gọn nhưng mà nó thiết kế nhìn rất là chắc chắn các bác nhé. Nhìn các bác nhìn cái độ hoàn thiện của nó thì đẹp cực kỳ luôn. Bởi vì đây là cái dòng mic cao cấp trong series VK. Đấy, nó có VK6, VK7, VK8, VK9 và cuối cùng là VK10. Thì cái con dòng VK10 này là cái loại cao cấp nhất các bác nhé. Và nó kèm theo chúng ta đó là một giải pin. Nó gồm có hai đôi, thì pin này chỉ là pin nó như pin con thỏ bình thường thôi các bác nhé. Em khuyên là các bác khi mà sử dụng những cái dòng mic có sóng UHF này thì các bác nên sắm cho mình thêm một bộ pin sạc. Pin sạc thì nó sử dụng, thứ nhất là tuổi thọ pin nó sẽ bền hơn rất nhiều, thứ hai là chúng ta sẽ sạc đi sạc lại được, và thứ ba là cái dung lượng pin nó lớn hơn, sử dụng được lâu hơn. Và thứ tư là khi mà các bác để quên pin ở trong tay mic lâu không sử dụng thì nó sẽ hạn chế tối đa cái vấn đề là bị chảy nước gây chập mạch. Đấy, nó sẽ bảo vệ cái mạch ở bên trong cái mic và nó sẽ tăng tuổi thọ của mic. Đấy, em khuyến cáo là các bác nên sử dụng pin sạc các bác nhé, nên sử dụng pin sạc. Và về cái chất âm của cái con này thì riêng về chất âm của cái dòng những cái dòng mic UHF này thì khỏi phải bàn rồi. Thứ nhất là về chất âm, thứ hai là cái độ bắt sóng của nó. Cái con mic này thì chuyên dành cho anh em làm sự kiện các bác nhé, chuyên dành cho anh em làm sự kiện. Thế nên là cái sóng của nó thì cực kỳ là xa, bắt rất là xa. Đặc điểm ưu việt của cái dòng sóng này, thứ nhất là cái giải tần số của nó, cái giải tần sóng của nó là giải tần sóng cao. Đấy, thì nên là nó sẽ có đa dạng về giải tần sóng, thế nó khi mà các bác sử dụng ở sự kiện thì nó sẽ ít khi bị lẫn giải tần sóng với các thiết bị khác. Đó, nó sẽ có cái dần sóng sạch nhất cho các bác sử dụng. Và cái thứ hai là cái khoảng cách sử dụng của nó bắt thì rất là xa, ngay cả khi trong trường hợp là có vật cản. Khi mà các bác sử dụng những cái mic mà nó sử dụng sóng là VHF thì nó sẽ hạn chế đi cái khoảng cách mà các bác sử dụng, cái khoảng cách mà nó thu sóng. Và nếu có vật cản nữa thì nó sẽ giảm đi nữa cái sự trau chuốt và cái sự ổn định của sóng. Thế nên là khi mà các bác sử dụng sự kiện thì em khuyến cáo là các bác nên sử dụng những cái sóng, những cái mic sử dụng sóng UHF các bác nhé. Để nó đảm bảo nhất anh em làm sự kiện kiếm tiền ấy, thì nên sử dụng những cái dòng mic tốt và sử dụng sóng ở giải tần cao như thế này. Và bây giờ em sẽ lắp cái pin này vào. Bây giờ hiện tại em chưa lắp pin đâu, và em sẽ lắp cái pin này vào và em sẽ nói thêm các chức năng của cái dòng mic này cho các bác xem nhé. Hiện tại em đã lắp pin vào rồi nha các bác nhé. Và các bác để ý giúp em này, ở trên cái phần tay mic này nó sẽ hiển thị, thứ nhất là cái kênh mà nó đang bắt và thứ hai là cái giải tần số sóng của nó. Đấy, cái giải tần số sóng của nó 65975, nó là cái tay mic ở phía bên trái ở đây các bác nhá, là kênh thứ 079 và nó sẽ hiển thị đúng y hệt ở trên này. Và tiếp theo nó sẽ hiển thị cho chúng ta, đó là cả, để em phóng to lên một chút này, nó sẽ hiển thị cả cái mức pin các bác nhá, mức pin này đó. Và mỗi một tay mic ý, ở các bác ạ, mỗi một tay mic thì nó sẽ bắt một giải tần sóng khác nhau. Các bác lưu ý này, đầu thu có hai tay mic thì mỗi tay mic nó sẽ có cái giải tần sóng khác nhau. Nếu mà các bác sử dụng mic ý, mà tự dưng một mic nó hai mic mà cứ một mic hát được một mic không, xong rồi dùng mic kia thì mic này lại hát được, mic kia lại không hát được, có nghĩa là nó dùng một mic thôi thì mic còn lại sẽ không dùng được, là do nó bị trùng tần số sóng các bác nhá. Thì các bác lên chỉnh lại tần số sóng. Đó, và mỗi một tay mic thì phải có một tần số sóng riêng biệt thì nó hoạt động độc lập. Rồi tần số sóng nó không bị lẫn sóng với nhau thì nó hoạt động nó mới tốt được, nó mới ổn định được. Và đây em cho các bác xem này, thứ nhất là cái này là 65975 đúng không? Là ở phía bên này. Alo, 567, alo. Còn cái mic còn lại thì nó sẽ là ở cái bên sóng còn lại là 68475. Nhấn on này. 68475 các bác nhá. Alo, 567, alo. Đó, mỗi tay mic phải có một tần số sóng riêng biệt. Và em sẽ nói, bây giờ em sẽ nói về các chức năng của con mic này. Các cái tính năng của con mic này, thứ nhất là cái tính năng tự động ngủ, tự động nghỉ. Đấy, vào chế độ ngủ các bác nhé. Nếu mà các bác không sử dụng và không chạm vào mic trong tầm 5 giây là nó sẽ hoàn toàn là nó ngắt cái âm này luôn. Nó nghĩa là nó sẽ vào chế độ ngủ là nó sẽ không thu âm nữa nếu mà các bác để im trong vòng khoảng 5 giây. Và bây giờ em sẽ để thử cho các bác xem nhé.
Và bây giờ em sẽ để thử cái mic này xuống nhá, xem nó có nói nữa không nhá các bác nhá. Các bác để ý này. Alo, 567, alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo. Và bây giờ em sẽ để xuống đây nhá. Để xuống đây này. Khoảng 5 giây. Khi nó mà nó tắt cái màn hình màu đen, à màu sáng này đi. Đấy, bây giờ em sẽ nói thử xem nó còn có tiếng không các bác nhá. Alo, 5, 6, 7, alo. Các bác thấy không? Alo, 5, 6, 7, alo. Không hề có tiếng đúng không ạ? Bây giờ em nhấc mic lên này. Alo, 5, 6, 7, alo. Nó sẽ vào chế độ tự động nghỉ các bác nhé, và các bác hoàn toàn có thể tắt được cái chế độ đấy đi. Nếu mà các bác sử dụng để mà phát biểu ấy, các bác dùng trong hội trường mà các bác cài ở trên một cái chân mic thì nó sẽ giữ nguyên mic đúng không? Các bác không chạm vào mic đúng không? Thì nếu mà các bác vẫn để cái chế độ tự động ngắt này đi thì nó sẽ, khi mà các bác để im ở trên chân mic, nó sẽ tưởng là các bác không sử dụng và nó sẽ ngắt luôn. Và các bác có thể bật tắt cái chế độ này bằng cách là các bác giữ khoảng 10 15 giây. Các bác giữ vào cái nút nguồn này. Các bác giữ liên tục nha các bác nhé. Giữ liên tục này. Đấy, nó sẽ hiển thị này, nó sẽ off này, xong rồi giữ một lúc sau. Các bác vẫn giữ nút nhá, nó sẽ hiển thị lên. Đấy, off, các bác thấy off không? Ở đây em đang để ngược camera. Thế nên là em đang để camera trước, thế nên là các bác xem chữ ngược lại nhá. Còn cho vừa ghi chữ FFO có nghĩa là ngược lại, các bác đọc ngược lại là chữ off ấy. Đấy, nó đang bị ngược màn hình, nó đang bị ngược cái camera này. Đấy, thì khi mà các bác giữ cái nút nguồn này một lúc khoảng 15 giây thì nó sẽ tự động nó tắt cái chế độ nghỉ này đi. Và nếu các bác muốn bật lại cái chế độ đấy thì các bác lại giữ vào nút nguồn. Các bác giữ khoảng 15 giây các bác nhé, 10 đến 15 giây là nó sẽ tự động nó bật lại cái chế độ đấy. Và đầu tiên các bác bật mic lên đã này. Đầu tiên các bác bật em cái mic lên đã nhá. Rồi. Và bây giờ khi mà bật mic lên, các bác giữ nút nguồn. Đây, và bây giờ nó sẽ lại tắt mic đi này, và các bác cứ giữ nguyên nhá, giữ nguyên cái tay giúp em. Nhấn vào nút nguồn khoảng 10 giây là nó sẽ tự động nó lại bật chế độ đấy lên, nó sẽ hiển thị cái chữ on trên màn hình. Đó, các bác thấy chưa? Nó hiển thị chữ on rồi, tức là cái chế độ đấy nó bật rồi các bác nhá. Nó đã bật chế độ đấy rồi nhá. Và bây giờ mình lại bật mic lên mình sử dụng. Alo. Alo. 567. Alo. Đó, đấy là tính năng đầu tiên của nó, đó là chế độ tự động nghỉ, tiết kiệm pin. Và tiếp theo thì em sẽ test cho các bác một cái chức năng nữa của nó. Đó. Có nghĩa là như vừa là em nói, khi mà các bác sử dụng cái mic này đúng không ạ? Các bác khách ấy mà hát hò xong rồi sung quá chẳng hạn, mà cầm quăng quật mic mà mic nó đập vào đâu đó hoặc là mic nó rơi xuống đất, thì ngay lập tức là cái cảm biến gia tốc này nó sẽ tự động nó ngắt mic luôn, để tránh gây ra những cái tiếng ồn lên loa, những tiếng ồn mà không mong muốn lên loa, gây khó chịu đến khán giả và gây ảnh hưởng đến cái buổi diễn đấy. Thì ở đây là em sẽ bật cái mic này lên cho các bác xem trước nhá. Em sẽ alo cho các bác nghe này. Alo, 1, 2, 3, 4, alo, 5, 6, 7. Các bác thấy tiếng ra loa rồi đúng không ạ? Bây giờ em sẽ bật camera sau. Alo, 567, alo, 567. Em lại quay lại cái thùng rác quen thuộc đây. Cái thùng rác này thì em đã test rất là nhiều cái con mic ở cái chế độ ngắt gia tốc này rồi. Alo, 567, alo. Các bác nghe thấy cái tiếng mic nó đang ra loa đúng không ạ? Bây giờ em sẽ thử thả xuống đây nhá, xem nó có tiếng không nhá. Alo, 567, các bác nghe giúp em là xem nó có cái tiếng ồn khi mà nó rơi đập xuống không nhá. 567, alo. Em thả này, em thả này. Các bác thấy không ạ? Đến khi nó rơi, nó chạm xuống rồi, nó cọ cọ với cả mấy cái đồ trong này thì nó mới bắt đầu nó có tiếng. Đấy, khi mà nếu mà các bác không có ngắt gia tốc nhá, lúc đập xuống này tiếng của nó rất là khó chịu các bác ạ. Các bác nghe tiếng nó ra loa không? Alo, 567, alo, em thả lại một lần nữa nhá. Alo, 567. Em thả này. Các bác thấy không? Không hề có tiếng nhá, nó sẽ tự động nó ngắt gia tốc luôn. Đây là một cái tính năng rất là hay ở trên những cái dòng mic cao cấp này. Alo, 567. Các bác thấy không ạ? Và một cái tính năng tiếp theo nữa của nó mà em sẽ nói ngay sau đây, đó là cái tính năng đó là chúng ta có thể là tự động tìm dò cái tần số sóng khác. Camera, quay ngược lại camera. Nó sẽ tự động nó dò tìm những cái tần số sóng sạch. Ở đây thao tác như thế nào? Ví dụ mà cái tần số của bác mà thỉnh thoảng nhá, bác không dùng đến mic mà tự dưng các bác lại nghe thấy một cái âm thanh một người nói, nó phát ra loa nhà mình, chứng tỏ là ông hàng xóm bên cạnh cũng sử dụng một con sóng UHF tần giải tần cao, và chẳng may cái tỷ lệ thì nó cực kỳ là thấp luôn ạ. Nó cực kỳ là thấp luôn nhá, là ông ấy đang chỉnh cái tần số ở bên sóng, ông ấy trùng với cái tần số một bên sóng của mình. Thế nên là cái tiếng mic đấy, ông ấy nói ở bên kia, hát ở bên kia thì bên loa nhà mình lại có tiếng của ông ấy. Cái trường hợp này thì em cũng gặp rồi. Ngày trước em có đi học ấy thì giảng viên hay sử dụng những cái mic cái loa kéo để giảng bài, thì cứ cô lớp này lại nói sang lớp khác, thế nên là đang trong giờ lịch sử thì lại nghe dạy toán. Đấy, thế làm thế nào để chúng ta thay đổi cái tần số sóng này? Thứ nhất nhá, bây giờ em sẽ thay đổi ở trên cái tay
659 là cái tay phía bên trái này đi. Tương tự bên tay phải cũng làm thế các bác nhá. Ở bên trái nó cũng sẽ có một cái để chúng ta chỉnh này. Bên phải nó cũng có một cái để chúng ta chỉnh này. Đấy thì các bác làm như thế nào? Đấy các bác giúp em là ở trên cái phần phía bên trái, bây giờ chúng ta chỉnh tay mic bên trái thì chúng ta sẽ nhìn ở phía bên trái. Nó sẽ có tổng cộng 1 2 3 4 5 nút đúng không ạ? Hai cái nút này là để làm gì? Cái cộng trừ này để làm gì? Nó là cái để mà chúng ta tăng giảm âm lượng của mic đây. Volume tăng 26, 27, 28 này. Đấy các bác lên để hai tay mic volume nó bằng nhau nhé. Bên này 25 này, bên này cũng 25. Thì tránh cái trường hợp là cầm mic này lên alo tại to hơn cái mic kia, hai người mà hát xong ca người to người nhỏ thì nghe nó buồn cười. Đấy thì khi mà sử dụng các bác lên để hai cái âm lượng này nó bằng nhau. Đây là lúc chỉnh âm lượng, cộng trừ để chỉnh âm lượng các bác nhá. Và ở bên cạnh nó sẽ có mũi tên lên và mũi tên xuống. Mũi tên lên và mũi tên xuống này để chúng ta thay đổi cái tần số sóng ở đây. Nó sẽ thay đổi tần số sóng ở đây các bác nhá. Bây giờ em sẽ, nó đang 659.75 đúng không? Bây giờ em tăng lên này, 660 này, 660, 25, 50 này, 75. Các bác thấy số nó thay đổi không ạ? Thì các bác chỉ cần chỉnh đi một cái dòng tần số khác để cho nó khác cái tần số cũ đi. Đấy, để nó không bị trùng với cả cái tần số của ông hàng xóm bên cạnh nữa. Đấy, sau khi mà các bác nhấn cái tần số sóng này xong này, thì các bác nhấn hộ em chữ set. Đấy, các bác nhấn set đúng không ạ? Ngay lập tức khi các bác nhấn set thì có hiện tượng gì xảy ra? Là cái tay mic này nó sẽ không cùng tần số với cả cái đầu thu mic này nữa. Nó sẽ không cùng tần số với cái đầu thu mic này nữa thì nó sẽ không có tiếng nữa. Bây giờ em sẽ alo cho các bác xem nhá. Alo, 567. Đấy, các bác thấy chưa? Là nó sẽ không có sóng luôn. Và cái cột RF này nó cũng sẽ không, nó không không hiển thị cái cột sóng ở đây nữa. Và làm thế nào để cái tay mic này nó lại trùng với cả cái tần số mà chúng ta vừa mới chỉnh? Thì ở đây chúng ta nhấn hộ em cái nút set. Đấy, nhấn nút set nhá. Và trước khi nhấn nút set, bác để ý các bác có thấy cái mắt IR ở đây không? Cái mắt IR ở đây không? Và ở đây nhá, em sẽ nói là cái tay mic của bác nó như là, em sẽ ví dụ là cái tay mic nó như một cái TV. Và cái IR này, cái đầu này nó lại như là một cái điều khiển. Đấy, chúng ta sẽ lệnh cho cái mắt điều khiển này ra lệnh cho cái TV là thay đổi cái tần số sóng. Đó. Thế nên là chúng ta phải hướng cái mặt của cái mic này. Đấy, như là chúng ta cầm điều khiển TV, chúng ta hướng lên TV để chúng ta chỉnh ấy, thì đây là cái điều khiển, thì chúng ta phải hướng cái đầu của cái điều khiển vào cái màn hình của TV, là cái màn hình của cái mic này. Đấy, các bác nhớ nó em chữ set. Đấy, nó sẽ có ghi chữ xin và nó sẽ có cái cột này, tức là nó đang tìm sóng các bác nhá. Tức là nó đang tìm sóng và nó chỉ chạy như này khoảng tầm dưới 10 giây thôi. Nếu trong 10 giây mà các không không chỉnh là nó sẽ tự động nó ngắt cái dò tìm sóng này đi. Đấy, nó ghi chữ fold này. Fold. Đấy, và bây giờ các bác nhấn set lại nhá. Câu đầu tiên bác phải bật cái tay mic lên hộ em đã. Các bác nhấn chữ set đi. Đấy, nó lại hiển thị chữ xin và các bác dí cái tay mic này, dí cái màn hình của cái mic này vào cái chỗ IR ở đây. Đấy, cách khoảng độ là, nó chỉ cách khoảng độ là khoảng nửa ngón tay thôi. Đấy, các bác dí màn hình vào đây nhá các bác nhá. Và các bác để ý em này, số ở đây vừa nãy em chỉnh là 65625 đúng không? Và ở trên tay mic đang là 65975 đúng không? Và bây giờ mà sau khi chúng ta tìm sóng một cái thì tay mic này sẽ thay đổi số để cùng với cả số là 65625 này. Các bác nhắn cho em chữ set để cho nó hiện cái tần xin này, chữ xin rồi nó bắt đầu nó chạy cái vạch sóng đây, thì bác dí hộ em cái tay mic thẳng với cái đường IR ở đây, cách khoảng độ 1 khoảng một găng tay. Đấy, các bác cách khoảng một găng tay nhá. Đấy, ok, và ở đây nó sẽ về 065. Các bác thấy chưa? Đấy, nó sẽ về số 065 656.25 này, đúng với tần số sóng của tay mic luôn các bác nhá. Đấy, khi mà các bác nhấn chữ set này nó hiển thị cái vạch sóng chạy đây, thì các bác để cái màn hình ở mic thẳng với cái nút IR là nó sẽ tự động nó kết nối. Alo, 567. Và bây giờ thì cái con mic này, cái tay mic này đã ở một cái tần số sóng mới nguyên, và nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái sóng ở xung quanh, những cái sóng ở cái thiết bị khác. Và đây là cách để mà chúng ta tìm một tần số sạch khác cho tay mic. Và cái chất âm của nó các bác nhá, là vừa nãy các bác đã nghe em nói rồi đúng không? Cái chất âm của nó này, em sẽ alo lại cho các bác nghe nhá. Alo, 567. Alo. Nó phản ánh chân thực cái giọng của mình luôn. Đấy, khi mà em chưa vặn echo vang nhại lên, và khi em vặn thêm echo vang nhại thì tiếng nó sẽ cực kỳ là mềm các bác nhá. Alo, 567. Alo, 567. Và đây là một cái dòng mic chuyên phục vụ cho anh em đi làm sự kiện với tần số sóng UHF, thì nó phục vụ với tần số sóng rất là xa. Và bên em đã có một clip là nhân viên cầm cái mic này chạy đi một đoạn xa, cách khoảng gần 100m để alo. Mà đây là trong cái phòng này là qua hai cái lớp cửa cuốn các bác nhá, qua cái lớp cửa cuốn như thế này mà em chạy ra bên ngoài đường khoảng gần 100m rồi mà nó vẫn bắt sóng ok hoàn hảo. Thì ở khi mà các bác làm sự kiện ở ngoài trời ấy, thì cái tần số sóng nó bắt nó còn thoải mái hơn nữa, nó sẽ không có vật cản.
Đó, và cái clip đấy thì các bác có thể tra ở trên kênh YouTube của bên em. Các bác gõ chữ VK10 xong gõ thêm số điện thoại bên em là 0988646683 là sẽ ra ngay cái clip đấy các bác nhé. Và đây là một clip giới thiệu về sản phẩm VK10. Đó, một chiếc micro dùng cho sự kiện hoặc là các bác dùng gia đình con mic này thì quá là ok luôn. Thứ nhất là nó có các chức năng em sẽ nói lại một lần nữa là tự động ngắt khi mà chúng ta không sử dụng, và cái chế độ này chúng ta có thể bật tắt. Cái thứ hai là nó sẽ ngắt gia tốc khi mà chúng ta làm rơi mic, chúng ta va đập mic trong quá trình sử dụng, nó cũng sẽ tự động nó ngắt luôn, tránh thu cái tạp âm ra ngoài, và ngay khi chúng ta chạm lại thì nó sẽ lại bắt đầu thu âm. Và cái thứ ba đó là nó sẽ có thể là tìm tần số sóng sạch để sử dụng để không bị lẫn các tạp âm. Đó, đấy là, và cái thứ tư là về cái chất âm của nó thì quá là tuyệt vời. Và đây, nếu mà các bác muốn biết thêm thông tin chi tiết về cái sản phẩm này, đây là một sản phẩm giá chưa đến 4 triệu rưỡi các bác nhé, chưa đến 4 triệu rưỡi đâu. Và để biết thêm thông tin chi tiết, các bác hãy liên hệ bên em qua số điện thoại là 0988646683 các bác nhé. Em xin dừng cái clip này ở đây. Em xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau ạ.